vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn với chủ đề vận trình bất ổn trở nên lơ là. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 đối với tuổi Thìn cho thấy rằng vận trình của người tuổi Thìn trong tháng khởi đầu năm mới có nhiều lúc bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống chậm. Vì thế mà bạn cần luôn cố gắng tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan lơ là vì cho rằng mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Thìn cho biết rằng vận trình của người tuổi Thìn trong tháng khởi đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống chậm. Vì thế mà bạn phải luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Dưới tác động tích cực của tam hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi, thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức chạm tay tới những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Có điều cần phải lưu ý, dù thành công đến đâu, bạn cũng chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác, bởi thiên cẩu hung tinh xuất hiện có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối bất cứ lúc nào. Trên phương diện tài lộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm quen được đối với những đối tác khách hàng triển vọng. Người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình giúp thu về khoản tiền triển vọng. Dù nguyệt lệnh Lâm Mậu đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực, song bạn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tại, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Trong chuyện tình cảm, do cục diện ngũ hành tương khắc xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài. Cả bạn và người ấy đều phải cần dành nhiều thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi tốt hơn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn luận về sự nghiệp. Nhận được sự phù trợ của cục diện tam hội nên người tuổi Thìn dễ đạt được nhiều thành công trong công việc. Dường như mọi việc bạn bắt tay vào làm trong thời điểm này đều tiến triển khá thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng khiến bạn có được nhiều người giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Đặc biệt, quý nhân còn có thể xuất hiện vào thời điểm này giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Người đó có thể sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Vì thế, hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn, lắng nghe để có thể học hỏi thêm được những điều hữu ích. Nhân thời điểm thuận lợi như thế này, bạn có thể tranh thủ bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chớ nên tiếp tục chần chừ do dự. Bạn nên tự tin hơn vào năng lực của bản thân mình để tìm được quyết tâm làm mọi việc cho đến cùng. Khi mọi việc đã đạt được thành công, bạn cần tiếp tục tìm ra đích đến mới cao hơn cho mình. Đừng vội hài lòng với thực tại, rồi dậm chân tại chỗ. Nguyệt lệnh Lâm Mậu cho thấy nhiều người dễ rơi vào tình trạng trì trệ không muốn tiếp tục cố gắng. Thiên cẩu hung tinh xuất hiện cũng là lời cảnh báo cho bản mệnh rằng kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng trở nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn luận về tài lộc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần cho biết. Tháng đầu tiên của năm mới đánh dấu những dấu hiệu khá tích cực trên con đường tài lộc của người tuổi Thìn.
Tam hội đem lại cho bạn sự trợ giúp lớn lao, giúp bạn hoàn thành những công việc trước đó một cách dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, đặc biệt là đối với những người làm đầu tư kinh doanh. Bạn có thể làm quen được những đối tác khách hàng đầy triển vọng, giúp mở rộng thị trường, mở rộng quy mô. Để có thể kiếm được một khoản bộn tiền, bạn khó tránh khỏi những lúc va vấp vất vả. Nhưng thành quả cuối cùng chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Mậu mà một số người có vẻ trì trệ, không muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thích ăn chơi, hưởng thụ hơn, nhất là trong giai đoạn đầu năm khi dư âm Tết vẫn còn. Bạn cần nhắc nhở mình nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, chớ quan tâm đến những công việc ngoài lề. Giai đoạn này nếu bạn không tiến bước thì rất dễ bị người khác tranh thủ cơ hội vượt qua. Thiên Cẩu hung tinh khuyên bạn nên chú ý hơn trong cách cư xử. Dù có cạnh tranh để giành đối tác khách hàng với người khác, bạn cũng nên tự nhắc nhở mình bình tĩnh hơn, chớ hành xử nóng nổi, rồi cuối cùng ai cũng rơi vào cảnh khó xử. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn, luận về tình duyên gia đạo. Chuyện tình cảm có tiến triển thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách cư xử của người tuổi Thìn. Tam hội đem lại cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp với người khác, với người thân trong gia đình mình. Nhưng ngũ hành tương khắc cũng sẽ khiến những rắc rối thường xuyên xuất hiện. Thời điểm này, người độc thân thường xuyên được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, hoặc nhờ vào các mối quan hệ xã giao rộng rãi của mình, bạn cũng có thể tự tìm ra người phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên nhanh chóng tìm cách để kéo gần khoảng cách với người ấy, chớ nên bị động chờ người ấy tiến tới với mình trước. Bạn không nên quá nhút nhát hoặc lười yêu đương. Bạn cho rằng mình hoàn toàn sống tốt khi chỉ ở một mình, nhưng đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ cảm thấy yếu lòng và muốn có một người nào đó để dựa dẫm. Hãy thử cho những người thật lòng với mình có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn nhé. Còn đối với những người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác. Có thể những thành tích cao trong công việc của bạn khiến người khác giới để tâm, chú ý và muốn tiến tới gần hơn với bạn. Tuy nhiên, bạn cần ý thức được rằng mình là người đã có gia đình, chỉ một phút ham vui cũng có thể khiến cho những người thân thiết tổn thương hoặc gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Vợ chồng cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn, không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao. Những mâu thuẫn nổ ra, hãy thử mình đặt vào vị trí của đối phương để quan sát vấn đề, giúp chủ động là người xuống nước. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn, luận về sức khỏe. Đáng mừng là người tuổi Thìn không gặp vấn đề gì đáng chú ý trên phương diện sức khỏe trong tháng 1 âm lịch năm 2022 này. Nhờ vậy, bạn luôn duy trì được tinh thần hăng hái, vui vẻ. Một số người có thể cảm thấy sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Khi không quá bận rộn cho sự nghiệp, bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, chứ không nên lười biếng chỉ thích nằm hoặc ngồi một chỗ. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Thìn cho biết rằng, khi thường xuyên hoạt động, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn, tránh được nhiều bệnh tật phiền phức. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Quan hệ xã giao tốt đẹp, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi, có thể mở rộng quy mô đối tác khách hàng. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, màu sắc may mắn tuổi Hợi,
tiểu nhân. Tuổi Hợi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết, đề phòng kẻ tiểu nhân, cố gắng tránh xa những thị phi, mâu thuẫn. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, vợ chồng mâu thuẫn, chớ nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, có thể được người phù hợp với yêu cầu của bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Thìn. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.